bên anh có vay online không ạ? À, em có người tự giới thiệu là bên HD Sai Sinh vay với lãi suất 0.7 mà vay từ 30 đến 300 triệu luôn, chỉ cần căn cước công dân. Trời đất ơi, mọi người nhớ rất là phải cẩn thận những cái trường hợp như vậy nha, chỉ cần đưa cái căn cước công dân mà vay được từ 30 đến 300 triệu. Trời ơi, có những cái chuyện mà mọi người phải đặt một cái dấu chấm hỏi là tại sao là chỉ cần căn cước công dân mà được vay với cái hạn mức ưu đãi và rất là nhiều như vậy. Đúng không? Chưa kể là những cái trường hợp mà nó báo là bao luôn nợ xấu, có nghĩa là nợ xấu vẫn cho vay được hoặc là nợ xấu vẫn vẫn hỗ trợ giải quyết những cái trường hợp như vậy. Mọi người phải cẩn thận nha. Thường là những cái trường hợp mà dễ dàng, quá dễ dàng như vậy thì là lừa đảo. Còn những cái trường hợp dễ dàng khác giống như là mình đã từng là thành viên của công ty đó hay là như thế này đó, nó có hỗ trợ cho mình riêng cái gói vay thì nó sẽ ok. Khi mà trước khi mình quyết định mình vay hoặc là mình thấy mình nhớ cẩn thận là thứ nhất là mình phải cân nhắc rất là kỹ, mình phải kiểm tra cái nguồn gốc của công ty đó, rồi mình có thể search ở trên mạng, đúng không? Mình có thể search ở trên mạng những cái thông tin của cái công ty đó, hoặc là mình có thể tham khảo bạn bè, người gia đình đó. Nói chung mình kiểm tra phải kỹ 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 lên, đừng có để nó lừa. Và mọi người, cái trường hợp mà lừa, thường thường mà người ta lừa mình là chỉ người ta chỉ muốn lấy tiền của mình thôi. Mọi người phải nhớ như vậy nè, khi mà cái người lừa đảo họ muốn lừa mình thì họ chỉ muốn lấy được cái tiền của mình, đúng không? Thì khi nào mà có ai đó hoặc là có một cái thông tin gì đó sai lệch mà nó bắt mình chuyển tiền cho nó, chuyển tiền để chỉnh sửa hay là chuyển tiền để làm phí, làm cái này làm cái kia, mà miễn sao mà nó bắt mình chuyển tiền đi là mọi người không nên chuyển. Chắc chắn là không nên chuyển nha. Tiền của mình á, tiền của mình á, ai chuyển tới thì mình lấy cái mắc gì, phải chuyển đi, đúng không? Nhưng mà có rất nhiều người bị lừa, bị thao túng tâm lý, kiểu giống như nó nói một cái gì đó, nó nói mơ hồ, nó nói không đâu vào đâu, cái nói hồi cái tự nhiên cái kiểu giống như bị ảo ấy mọi người, cái chuyển tiền cho nó gì đó, chuyển một cách rất là tự nhiên luôn. Mọi người phải cẩn thận nhớ nha, đừng có để cho mình là một trong những cái nạn nhân. Mà Ngọc thấy là hiện tại thì cũng có một cái công ty gì đó, công ty ảo như vậy, cũng lừa đảo như vậy, đã bị bắt rồi đó. Nhưng mà Ngọc nghĩ là sẽ còn những cái công ty khác, nên đó mọi người nói chung là tự bản thân mình phải cứu lấy mình thôi. Không nên chuyển tiền cho bất kỳ ai nha mọi người. Cảm ơn mọi người.